147. Không cần cúng tiền bạc mà phước đức tràn đầy là do biết trụ tâm của mình. Khi mà các vị mà nghe tôi nói, mà nếu các vị bằng lòng là các vị không cần cúng một tí nào hết, mà các vị cũng có phước nữa. Các vị không cần cúng tí nào hết, mà các vị phước đức tràn đầy. Vừa giờ đâu mà tôi nói vậy? Có vừa giờ kinh điển hoàn toàn. Các vị chỉ cần học cái cách trụ cái tâm thôi. Cách trụ cái tâm. Trong kinh Kim Cang Bát Nhã đó nha, tôi nói là Kim Cang Bát Nhã, mà kinh Bát Nhã là Quán Thế Âm Bồ Tát nói đấy. Cái Bát Nhã mà là Mật Đa Tâm Kinh đó là Quán Thế Âm Bồ Tát nói. Xin Đức Phật được nói kinh đó. Cho nên là có cái người mà kiếp tập cái kinh đó, người ta để là Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Ngụ Quân Giải Không. Quán Tự Tại Bồ Tát tức là chỉ cho Đức Bồ Tát Quán Thế Âm đó. Ngài tu một cái pháp quán, được pháp Bát Nhã Ba La Mật được tự tại, là Bồ Tát Quán Thế Âm. Cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm xin Phật được nói cái Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Các vị trụ cái tâm á hả? Trụ cái tâm kêu bằng ân vô sở trụ, như sanh thì tâm. Các vị làm cái việc bố thí, đây là kim cang bát nhã thế nè. Các vị làm bố thí mà không cần bỏ ra 1 tỷ hay là 50 tỷ đô la gì hết trơn á, không cần trăm đô hay là 10.000 đô, 50.000 đô hay 100 đô để cất chùa gì hết á, không cần cất chùa nhiều gì hết á, mà bố thí vẫn, các vị vẫn là người bố thí rồi hết, bố thí đầy đủ hết. Trong kinh, cái bộ kinh Kim Cang Bát Nhã, Đức Phật nói đó, giả sử có người nào đó dùng thất bảo nha, thất bảo đầy cả tam thiên đại thiên thế giới, đầy cả A Tăng Kỳ tam thiên đại thiên thế giới. A Tăng Kỳ tức là vô lượng vô số thế giới. Dùng thất bảo mà đầy cả vô lượng vô số thế giới để mà đem làm cái việc bố thí. Có người giàu vậy đó, giàu cả cái đem thất bảo. Thất bảo tức là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sợi cừu, châu, mã não, san hô, hổ phách, là các thứ báo khác, mà nó đầy nhảy cả vô lượng vô biên vô số thế giới để làm việc bố thí. Rồi Đức Phật nói tiếp, này Tu Bồ Đề, nếu có người nào thiện nam tử thiện nữ nhân nào phát Bồ Đề tâm, phát Bồ Tâm mà thọ trì đọc tụng kinh Bát Nhã Ba La Mật nhiều thì cũng tốt, mà ít thì chừng 4 câu, đem vì người mà diễn nói, vì người mà diễn nói nhiều thì cũng tốt, mà ít thì cỡ chừng bài kể 4 câu, vì người diễn nói thì cái phước đức của cái người mà nói cái kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, truyền đạt kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa này, cái phước nó nhiều hơn là cái người mà dùng thất bảo đầy nhảy đầy ấp cả vô lượng vô số A Tăng Kỳ thế giới kia. Đấy, các vị lật kia kinh Kim Cang Bát Nhã ra coi. Rồi trong kinh nói vậy, cái gì người dẫn nói cái gì mà phước đức dữ vậy? Chỉ có 1 câu thôi, dẫn nói với mọi người rằng bất trụ ư tướng, như như bất động. Bất trụ ư tướng mà ngay cái đầu kinh Kim Cang Bát Nhã Đức Phật dạy rằng không trụ. Bồ Tát mình Tu Bồ Đề hỏi Bồ Tát thì cái cách hàng phục tâm như thế nào và trụ tâm như thế nào, Phật dạy rằng cái cách trụ tâm của Bồ Tát á hả, là bố thí, là phải làm việc bố thí. Làm việc bố thí bằng cách nào? Là không trụ nơi sắc. Không trụ nơi sắc là các vị đã bố thí rồi đó. Không trụ nơi thanh là bố thí rồi đó. Không trụ nơi hương, không trụ nơi vị, không trụ nơi xúc, không trụ nơi pháp. Các vị đừng trụ,
ở nơi cái sáu cái cảnh đó. Vậy thì không trụ bằng cách nào? Chỉ trụ ở đây nha, Phật tử nhớ nha, chỉ trụ ở đây có nghĩa là buông bỏ, có nghĩa là nghiễm ly. Nghĩa là nói chắc chắn là các vị phải buông bỏ sắc đi, phải nghiễm ly về sắc đi. Sắc tức là vật chất đó. Là các vị buông bỏ về thanh đi, các vị nghiễm ly về âm thanh đi, các vị buông bỏ về sinh đi, các vị nghiễm ly về sinh đi, là hương vị xúc thấp sáu cái đối tượng đó, các vị nghiễm ly đi, buông bỏ đi, là các vị đã bố thí rồi đó, gọi là các vị bất trụ tướng. Phát Bồ Đề Tâm như vậy đó là cách cách về Bồ Tát là trụ tâm đó. Cái bậc ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, đối với sắc thành hương vị xuất pháp đem bố thí hết. Bố thí là bằng cách nào? Bố thí bằng cách để là diễn ly nó đi, xả bỏ nó đi, diễn ly xả bỏ, diễn ly xả bỏ, diễn ly xả bỏ, đó là mình làm việc bố thí đó. Chứ còn mình đem tiền của mà bằng đầy nhảy cả hàng ngàn sa số tam thiên đại thiên thế giới đem làm việc bố thí, không bằng người mà nói kinh Bát Nhã là bất thủ ưu tướng, như như bất động. Bất thủ ưu tướng bốn chữ, như như bất động tám chữ, nói tám chữ đó thôi là Bát Nhã Ba La Mật Đa đó, là toàn bộ hệ thống giáo lý Bát Nhã Ba La Mật Đa nó nằm ở trong dạy người ta tám chữ thôi, rằng là mọi người đừng chấp thủ, đừng ôm đồng, đừng đam mê, đừng lưu luyến ở nơi hiện tượng giải pháp. Hiện tượng giải pháp tức là tướng, bất thủ tướng, nên là đừng đam mê, đừng lưu luyến, đừng bảo thủ, đừng ôm đồm hiện tượng giải pháp. Bởi vì hiện tượng giải pháp đó là giải pháp duyên sanh, nó như quyển mà, thì đừng đam mê, đừng lưu luyến, đừng ôm đồm, đừng bảo thủ nó, gọi là bất thủ tướng. Mà phải diễn ly nó đi, phải xả bỏ nó đi, phải gột rửa nó đi, diễn ly nó đi, xả bỏ nó đi, đó là bất thủ tướng. Rồi thì mình mà bất thủ tướng là như như bất động trước giải pháp, nghĩa là giống như cái là gọi là đại dục thủ nhất thừa vật ố lục trần, mà lục trần bất ố hoàn đồng chánh giác. Người nào mà muốn được cái đạo nhất thừa vô thượng bồ đề của Phật đó, là đừng có dính mắc tới lục trần. Lục trần là sắc thân hương vị xuất pháp đó. Nếu mình không dính mắc với sắc thân hương vị xuất pháp đó, là coi như mình bố thí rồi hết rồi đó, là mình trở thành Phật vô thượng bồ đề đấy. Đấy, tu như vậy đó, bố thí như vậy đó mới gọi là bố thí Ba La Mật. Chứ còn mình đem trăm ngàn đô hay là vài trăm ngàn đô để cúng xây dựng mười cái chùa, hai chục cái chùa, không phải làm vậy. Mình làm vậy là trong kinh nói mình đi, mình trong kinh Bát Vụ có nói cái ví dụ hay lắm, mình đi lóc thịt của người ta. Lóc thịt của người ta, mình lấy thịt của người ta, đau đớn ê chề, ta than khóc quá trời. Là cái động lòng, cái có người báo cáo với mình, nói mình lóc thịt, lấy thịt của người ta, mình hành hạ người ta đau khổ vậy, tội ác quá. Cái rồi đem lại, lóc của người ta có 4-5 cân, 4-5 ký. Rồi tới chừng nghe nói vậy, cái mình nói rằng cái mình đem lại 10 ký, lấy thịt của người khác, đem lại 10 ký, rồi ta thường cái đó. Thường cái gì được, mình lấy của người này mình đem mình đắp qua người kia, lấy người kia mình đem mình đắp qua người nọ, thì nó chết nhờ cả đống thôi, chứ còn không có cái người nào được cái gì hết trơn. Mình làm ăn mình lấy những cái đồng tiền đồng bạc nào đó có thể là nó không có được lành mạnh ha, thậm chí là nó có tính cách nghĩa là gian xảo trong việc mua bán, hay là làm hàng gian, hàng giả, hàng lậu, thế hay là thậm chí có người là nó phát khởi cái nguyên nhân đầu tiên mà có tiền đó bằng cái cách đó là hoặc là
là tổn hại đau thương tới người khác, hoặc là tham nhũng, ví dụ vậy, tham nhũng của công, mà của công tức là của nhân dân, của quần chúng, của nhà nước, ví dụ, mà của nhà nước cũng là tức là của công, của quần chúng, của nhân dân, mình làm ra tiền cho nhiều rồi mình đem mình cúng, mình gọi là làm phước đó bạn, không tốt đâu. Cái đó gọi là làm việc bố thí, không phải bố thí như vậy. Đạo Phật không dạy bố thí như vậy. Chẳng phải là đừng có bố thí, mà không đam mê, không lưu luyến, không bảo thủ chấp bắt về sắc. Nghĩa là mình phải dẫn ly, mình buông bỏ sắc đi, về vật chất, chứ sắc là vật chất nha, nhớ vậy đó. Rồi mình gặp thanh, mình cũng không đam mê, mà buông bỏ, mà dẫn ly. Hương, gặp hương, cũng không đam mê, cũng buông bỏ. Gặp vị cũng không đam mê, cũng không buông bỏ, cũng không đam mê, cũng xa lánh, cũng quyến ly. Xúc pháp cũng vậy, cũng không đam mê, cũng buông bỏ, cũng quyến ly, cũng xa lánh. Đó là mình bố thí, là bố thí đó mới là bố thí ba la mật. Lục trần bất ố hoàn đồng chánh giác, đối với sắc thân hương vị xúc pháp mà mình không đam mê, không lưu luyến, không ôm đồng, không bảo thủ, buông bỏ, nguyễn liệt, đó là mình bố thí mà là mật đó. Cái người đó là cái người bất thụ ưu tướng, là như bất động, thành tựu được bát nhã ba la mật dựa trên cái cơ sở là bất thụ ưu tướng, như bất động. Đó là cái chỗ mà Bồ Tát cần trụ cái tâm ở nơi đó. Cái mà ưng vô sở trụ như sanh dị tâm, phải phát cái tâm tu tập bằng cái cách vô sở trụ.